Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn mình lắp thêm cái gác chân phụ cho cái chiếc xe Winner X. Đây là cái chiếc xe Winner X. Ha. Là gác chân chính của nó nè, mình gác thêm cái này. Thì cái này mình mua trên Shopee đó, nó chỉ có 100 ngàn thôi các bạn. Nó 100 ngàn thôi. Và lúc đầu thì mình định lắp ở con ốc dưới này. Nhưng mà lắp ở dưới này thì cái độ sâu mà bắt vô nó cạn quá, nên nó hơi yếu rồi lắp ở trên này các bạn. Và cái này thì nó có một chút vấn đề là nó bị lỗi, nó bị lỗi ở cái miếng sắt như thế này nè, là nó có viên bi, nó có hai cái lỗ, nhưng mà hiện tại là nó chỉ bắt cho được có một cái lỗ này nè, xuống đây mình kêu nè, gạt lên thì nó sẽ không có dính, còn bên này thì nó đúng nè, nè kéo xuống nó có một cái lỗ cái viên bi, và kéo lên nó có một cái viên bi nữa, ngay cái lỗ này nữa, có hai cái lỗ. Nhưng mà cái này nó bị trật hết cái lỗ rồi. Nó như cái vợ mình tha mình có tháo ra mình coi thì cái miếng sắt này nó nhỏ quá, nó không có di chuyển được. À, thôi cứ để xài tạm thôi nha. Mình lỗi của sản xuất các bạn. Cái này mình chế lại cũng được nhưng mà mình không có đồ để khoan ha. Phải có miếng sắt và khoan, mà mình khoan cũng không chính xác được nữa. Rất là khó. Cái này để tính sau đi nha. Cái này thì mình để chở mấy đứa con mình đi học. Nó cũng lớn rồi nha, cũng lớn lớp 2, lớp 3 rồi. Mình gác ở đây, gác trên này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha.